Vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng quân dân Tết Nhân Ái năm 2024 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Đến dự có Đại tá Trần Việt Hưng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương và xã Vĩnh Tân. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm 300.000 đồng tiền quà là các nhu yếu phẩm như gạo, nước mắm, bột ngọt, bánh kẹo và 200.000 đồng tiền mặt cho các gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Tân và xã Vĩnh Hảo. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao học bổng cho 13 em học sinh trong dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường. Mỗi suất học bổng trị giá 4,4 triệu đồng cho 4 tháng học kỳ 1, năm học 2023-2024, mỗi tháng 1,1 triệu đồng. Những món quà được trao tận tay bà con là tình cảm chân thành xuất phát từ tấm lòng của cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ, mong muốn bà con nhân dân ở khu vực biên giới biển bước sang năm mới có một cái Tết đầm ấm, vui tươi và sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.